Chào mừng các tín đồ của Mobilet đã quay trở lại với Mỏ Lá Xám. Mobilet trên mọi nẻo đường và mình đang ở chùa Di Đà, chuẩn bị tìm đường đi vào con thác phía sau chùa. Mời các bạn cùng theo chân mình nghe. Thác ở chùa, sau lưng chùa tên là thác Tam Hợp. Các bạn có thể dò thử cái đường đi ở trên cái nền tảng mạng xã hội ha. Những người đi rồi họ quay lại hoặc là theo chân mình bữa nay, nhưng mà mình thì lại không giỏi chỉ đường ha. Mình sẽ cố gắng quay chi tiết nhất cho các bạn để có thể mà cùng coi và tự đi được. Thật ra là các bạn bị vỡ mộng ha. Vỡ mộng vì sao? Vì khi mình coi những clip mà trên cái nền tảng mạng xã hội họ hướng dẫn cái đường đi vào cái thác Tam Hợp này nè, đường khó đi, đường treo leo, vắng người, nhưng mà ra không có. Chùa họ có xây cái đường bậc thang đi xuống, giống như mình đi Tây Ninh ngày xưa rất là dễ đi xuống ha. Mình đi được nửa đoạn rồi, và ở đây là có một con suối, chưa xuống tới cái thác ha, chưa tới cái đập, và ngừng lại nghỉ chân tí xíu. Các bạn có thể đi bằng cái đường bên cầu thang cũng được, nhưng mà khách thập phương họ đi nhiều lắm, nên mình rẽ qua đi cái nhánh đường đất men theo cái đường cầu thang thì nó dễ đi hơn. Hồi xưa đám cưới ai biết cháy này cháy gì không? Cháy đầu tiên này, cái lấy cái ruột của nó phơi khô ngâm rượu, nó cũng là một bài thuốc trị đau nhức rất là tốt. Các bạn thấy không, giúp rót, mình cũng giúp rót. Theo cái kinh nghiệm mà đi chơi rất là nhiều năm của mình rồi, giày gì cũng mang qua rồi, cuối cùng cái đôi rót nó lại là cái rất là tuyệt vời, gọn, nhẹ, linh hoạt, mang chạy xe được, đi bộ nè, đi đèo núi, đi đường đất đỏ. Nói chung là tất cả mọi nơi mình đi qua ha, và nó dễ vệ sinh rồi nó mau khô, thoáng nữa, cái đế nó lại bám chứ không trơn, thì mình thấy rất tuyệt vời. Bạn nào mà cũng thích tìm một đôi rót rẻ, bền, hàng chất lượng thì có thể nhắn tin cho mình bên fanpage Mỏi Lá Xám ha. Hoặc là nhắn trực tiếp cho cái Instagram Siva Chao và Lusubu Shop. Đó là cái nơi mà tài trợ cho mình những đôi dép này, cũng như một số những cái phụ kiện mà mình mang đi chơi. Đây là khung cảnh mà nhìn từ phía trên xuống, đây là thác Quan Âm. Quay lại bên kia kìa. Sau khi mà các bạn đã đi hết cái đường bậc thang của chùa xây dựng á, thì là bắt đầu nó qua những cái con đường đất ha. Và nó có những khúc gieo leo hiểm trở, xuống rất là dốc. Cho nên á, là mình nói trước cho các bạn, đi thì vẫn được, nhưng mà các bạn nên phải biết rằng mình có thể lực hay không ha. Vì nó sẽ có những con dốc rất là sâu. Đi bộ. Cho nên các bạn lưu ý ha, khuyến khích các bạn nên đi để trải nghiệm bản thân, nhưng mà trước khi đi nên phải đảm bảo rằng mình có đủ thể lực, sức khỏe ha. Chứ để xuống những cái nơi sâu quá, khi lên á mình mệt hay cái gì đó thì nó gây ảnh hưởng tới mọi người. Chưa gì thấy bạn ra rồi. Không biết à, không quen. Để em chống mắt lên coi. Đứng yên ở đây. Cái gì mà qua đây đứng. Mày chắc mày bà không nổi rồi. Được chưa? Nó. Rồi. Xích vô xíu rồi. Rồi đủ rồi. Ngồi vô. Ngồi cái hồi nó mắc chớn cái lại vào là cái ạch xuống. Biết gì đi chọc khỉ. Qua là mình lùng thôi. Đã không? Lát mày nằm một giây giống như cò lông rồi. Trời ơi.
để ta đưa cho mấy cho nó có đưa được đồng đưa rồi. Mà nó nhảy xuống cái quay nó cái clip mà nó nhổ cái góc mày lên. Làm cái gì hả? Mà đúng mà nói chơi mày này hay hả? Cái này em đi gần tháng nữa em rồi chưa? Ủa không có quay chụp gì hả? À bên đây. Mới đúng là vậy. Quay sau mà cái quá trình mà chơi vui tắm ở dưới suối rồi thì mình chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm, đi xuống thì nó khỏe rồi nhưng mà cái lúc đi lên á, các bạn nhớ khi đi lên mình cảm giác bắt đầu mỏi mình ráng thêm cỡ 2-3 phút nữa, ít nhất là từ 1 phút, mình thí dụ mình thấy cái chân mình mỏi bắt đầu mình sẽ ráng thêm 1 phút cỡ 2 phút nữa, rồi các bạn tìm cái chỗ nào đó ngồi duỗi được cái chân ra, lắc chân ha. Và các bạn nhớ nha, uống nước ít thôi, điều độ, tại vì khi bạn uống nước nhiều á nó làm cái máu mình lãng ra thì cái tim mình nó cần phải bóp một cái nhịp mạnh hơn để mà máu có thể bơm đi được hết cơ thể, lúc đó nó sẽ làm các bạn mệt nhiều hơn và cái thời gian mà hồi phục á nó chậm hơn. Vì vậy á, khi mà đi leo lên ngược lại dốc á, các bạn uống nước ít thôi, nhấp môi và khi mà cảm giác thấy cái chân mình mỏi đuối ngồi xuống duỗi chân, lắc chân, vỗ xoa bóp nó và nghỉ tầm cỡ 2 phút là mình đi tiếp được. Đừng nghỉ lâu quá. Khi bạn nghỉ lâu quá, cơ thể nó chuyển qua cái trạng thái thả lỏng á, có những cái cơ mình bị mỏi nó sẽ bị cứng lại. Thì lúc đó các bạn cần phải dây hoặc là xoa bóp nó nhiều hơn để mà tiếp tục đi tiếp được. Mình đang ngồi bằng mấy cái ghế xếp nè. Những cái ghế này thì mua trong Điện Máy Chợ Lớn ha. Cũng rẻ chứ không có mắc. Các bạn có thể mua những cái loại mắc tiền ha. Nhưng mà mình thấy những cái loại mà bán trong Điện Máy Chợ Lớn này tầm 200 đổ lại, từ 30 cho đến 200 đổ lại là xài rất là ok rồi. Và mình sẽ review cho bạn coi ha, chi tiết luôn, đây là chi tiết nhất rồi. Cái tổng cái đoạn đường mà đi xuống dưới cái thác cuối cùng luôn, nơi cái các bạn có thể tắm được, có thể bơi được. Đây tổng quãng đường mà mình các bạn đi là 1,07 km ha. Mình đi xuống và mình chơi luôn, mình không có tắt máy cho nên là mất hết 1 tiếng 21 phút đó. Và cái độ cao các bạn sẽ đi từ 837m xuống 711m. Đây chỉ có một cái số thôi ha, cho nên là các bạn cố gắng tập luyện, nhớ khi đi ha đem theo nước nè, đem theo khăn và nhớ đem theo một cái quần tà lõn để xuống bơi ở dưới suối luôn. Vì Thái Tâm Hợp nó trực thuộc khuôn viên của chùa Di Đà nên khi các bạn đi chùa có để những tấm biển là mong rằng mình không có đem thức ăn mặn cũng như là ăn nhậu tại Thái Tâm Hợp để giữ cho cái nơi nó được trang nghiêm thanh tịnh, nên là mình chỉ đến đây và tắm suối, ăn nhẹ một ít bánh trái cho lót dạ, rồi thì lên ăn cơm chùa và sau đó tụi mình
chạy lên trên Di Linh để đi đèo Nghĩa Lâm Bác về Phan Thiết và về thẳng Sài Gòn trong đêm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip rất nhiều. Quay xuống có cơm. Bị hai đờ xin, những cảnh quay treo leo khó khăn khi đi vào thác Tam Hợp sau lưng chùa Di Đà. Như các bạn thấy ha, dưới chân mình đây là một cái cây, một thân cây ngã đổ và rất là khó đi để mà băng qua một cái con vực. Đi ở đây phải rất là cẩn thận. Và ông trời thì rất công bằng ha, cái gì khó quá mình bỏ qua. Quay clip cho các bạn coi thì nó hấp dẫn thôi, còn đi thì khùng, sao đi đường bên đó té lò bắn hỏng.